Nguyễn Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm đương quy. Mời các bạn theo dõi video sau đây để hiểu rõ hơn về công dụng của đương quy. Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nhé. Đương quy là loại dược liệu được chị em truyền tay nhau về công dụng chữa được hầu hết các chứng bệnh phụ khoa. Là vì dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, đây là loại cây thân thảo lớn, sống nhiều năm, cao khoảng 40-80 cm. Ở Việt Nam, cây đương quy được trồng nhiều ở các tỉnh như Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Lâm Đồng. Bộ phận được sử dụng làm thuốc là rễ cây, thường được thu hoạch vào cuối thu. Sau khi đào về, cắt bỏ phần lá, giữ lại phần rễ, phơi khô hoặc sao khô để sử dụng. Công dụng của đương quy. Theo y học cổ truyền, đương quy có vị ngọt, hơi đắng, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng bổ huyết, hòa huyết, chỉ huyết, chữa các chứng kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, tắc kinh, các chứng thai tiền sản hậu, tổn thương do té ngã, chân tay đau tê, bụng nhọt, táo bón kinh niên. Theo y học hiện đại thì đương quy có tác dụng co thắt và giãn tử cung. Nó còn có tác dụng như một chất kháng viêm, làm giảm đau các triệu chứng như đau bụng kinh. Đương quy gián tiếp làm thay đổi nội tiết tố nữ. Mặt khác, nó cũng làm mạnh tuần hoàn, đặc biệt là tuần hoàn ở bộ phận sinh dục, nên nó có tác dụng giúp điều hòa kinh nguyệt rất hiệu quả. Ngoài ra, đương quy còn có tác dụng phòng ngừa ung thư, chống lão hóa, da khô, nứt nẻ, giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể. Cách sử dụng đương quy, một số bài thuốc ứng dụng. Liều dùng thông thường của đương quy là 5-15g. Trường hợp dùng bổ huyết, cải thiện tuần hoàn hoặc chữa táo bón thì có thể dùng liều 40-80g. Cách dùng đơn giản nhất là lấy củ đương quy hấp chín và thái phiến để ăn. Mỗi ngày ăn khoảng vài phiến giúp bổ máu. Nấu trà thì dùng khoảng một củ đương quy cùng với 6 quả táo tàu uống hàng ngày. Chữa trị kinh nguyệt không đều, người mệt mỏi, xanh xao, đau bụng kinh. Dùng bài tứ vật thang gồm có đương quy, thục địa, mỗi vị 12g, bạch thược 8g, xuyên khung 6g, sắc với 600ml nước, sắc còn 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Chữa trị chảy máu đường tiêu hóa bằng đương quy như sau. Dùng đương quy sống, đem nướng khô, tán bột, mỗi lần uống 4-5g, ngày uống 3 lần. Để hiểu thêm về sản phẩm đương quy và các sản phẩm dược liệu khác, bạn có thể vào website của chúng tôi để tham khảo. Trên màn hình là sản phẩm đương quy của Thảo Dược Thanh Bình. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ người dân. Nếu bạn quan tâm, có thể gọi ngay vào số hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí và mua sản phẩm. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đừng quên like và đăng ký.